Trận Ấp Bắc là một trận đánh lớn diễn ra vào ngày 2 tháng 1 năm 1963 trong chiến tranh Việt Nam, tại tỉnh Định Tường, nay là một phần của tỉnh Tiền Giang, miền Nam Việt Nam. Ngày 28 tháng 12 năm 1962, tình báo Hoa Kỳ phát hiện ra sự hiện diện của một máy truyền tin cùng với một lực lượng khá lớn lính Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam, hay còn gọi là Việt Cộng, được báo cáo là khoảng 120 du kích tại ấp Tân Thới, tỉnh Định Tường, nơi đóng quân của sư đoàn 7 bộ binh của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Để tiêu diệt lực lượng Việt Cộng, Việt Nam Cộng Hòa và các cố vấn Hoa Kỳ của họ dự định tấn công ấp Tân Thới từ ba hướng bằng cách sử dụng hai tiểu đoàn bảo an và các đơn vị của trung đoàn 11 bộ binh thuộc sư đoàn 7 bộ binh. Các đơn vị bộ binh sẽ được yểm trợ bởi pháo binh, thiết giáp M113 và trực thăng. Nhưng tin tình báo đã sai, có hơn 340 lính du kích chứ không phải 120 như đã báo cáo từ trước. Vào lúc 6 giờ 35 phút sáng ngày 2 tháng 1 năm 1963, mười máy bay trực thăng Hoa Kỳ chở binh sĩ Việt Nam Cộng Hòa đến phía Bắc Tân Thới, nhưng họ không gặp sự kháng cự nào. Trong lúc đó, hai tiểu đoàn bảo an hành quân về phía ấp Tân Thới từ phía nam. Tuy nhiên, khi đến ấp Bắc, phía đông nam ấp Tân Thới, họ lập tức bị tiểu đoàn 261 Mặt trận Dân tộc phản kháng. Ngay sau đó, ba đại đội của trung đoàn 11 bộ binh đã tham gia vào trận đánh ở phía bắc ấp Tân Thới. Nhưng họ cũng không thể vượt qua được những du kích đang cố thủ trong khu vực này. Ngay trước giữa trưa, quân tiếp viện từ Tân Hiệp bay đến, 15 trực thăng Hoa Kỳ chở quân bị bắn thủng bởi súng đạn của du kích Việt Cộng và kết quả là 5 trực thăng bị mất. Chi đoàn 4 thiết vận xa thuộc trung đoàn 2 thiết giáp đặc binh sở tại Mỹ Tho do Đại úy Lý Tổng Bá chỉ huy, miễn cưỡng triển khai để giải cứu binh lính Việt Nam Cộng Hòa và phi hành đoàn Hoa Kỳ đang bị mắc kẹt ở cuối phía tây nam ấp Bắc. Nhưng cuối cùng, sự hiện diện của thiết giáp M113 không làm thay đổi được tình hình. Du kích Việt Cộng vẫn đứng vững và giết hơn một chục thành viên phi hành đoàn M113 của Nam Việt Nam. Vào cuối buổi chiều, tiểu đoàn 8 nhảy dù của quân lực Việt Nam Cộng Hòa được thả xuống trận địa nhưng không thay đổi được gì và không thể phá vỡ tuyến phòng thủ của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam. Đêm đó, du kích Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam rút đi với chiến thắng lớn đầu tiên. Các đơn vị của Việt Nam Cộng Hòa tham gia trận chiến đã bị tổn thất nặng nề trong nỗ lực tiêu diệt lực lượng du kích ở ấp Bắc. Thương vong của Việt Nam Cộng Hòa bao gồm 83 người thiệt mạng trong trận chiến và ít nhất 100 người bị thương. Phía Hoa Kỳ với 3 cố vấn thiệt mạng và 8 người bị thương. Trong số 15 máy bay trực thăng của Hoa Kỳ được cử đến hỗ trợ chiến dịch, chỉ một chiếc thoát được mà không bị hư hại, và 5 chiếc bị bắn rơi hoặc bị phá hủy. Đối với Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam, trận ấp Bắc đánh dấu lần đầu tiên họ đứng vững và chiến đấu với một đội hình lớn của Việt Nam Cộng Hòa. Trước những tỷ lệ chênh lệch áp đảo, quân du kích Việt Cộng đã đạt được chiến thắng trên thực tế đầu tiên của họ. Họ đã cầm chân thành công các lực lượng Việt Nam Cộng Hòa được trang bị tốt, được yểm trợ bởi các đơn vị pháo binh và thiết giáp cũng như không quân Hoa Kỳ. Thương vong của Mặt trận Dân tộc chỉ có 18 binh sĩ thiệt mạng và 39 người bị thương, mặc dù các vị trí của họ đã bị trúng hơn 600 viên đạn pháo, bom napalm và các đợt không kích từ máy bay.
Mặc dù thành công ban đầu của chương trình ấp chiến lược và các hoạt động quân sự tăng cường năm 1962, nhưng các sự kiện tại ấp Bắc đã gây thêm áp lực lên chính phủ của Tổng thống Ngô Đình Diệm vì chúng cho thấy họ không chuẩn bị để đối phó với sự trỗi dậy của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam, đặc biệt là ở đồng bằng sông Cửu Long.